bạn thân với nhau nên cứ khi nào Ly, Thùy Anh gặp nguy là Tú, Đình Tú sẵn sàng ra tay cứu giúp không cần suy nghĩ. Trong tập 1 Đừng Nói Khi Yêu, tình bạn thân thiết giữa Ly, Thùy Anh và Tú, Đình Tú được hiện rõ. Chơi chung từ bé đến lớn, cùng học chung lớp nên giữa Ly và Tú không có bất cứ khoảng cách nào. Mỗi khi Ly gặp nguy lại nhờ Tú giúp đỡ. Trong trích đoạn trên đây, Ly đi chơi về khuya phát hiện không mang theo chìa khóa nên gọi điện nhờ bố mở cửa. Ly không ngờ người nghe điện thoại lại là mẹ. Mẹ Ly mắng con gái, bắt Ly ngủ ngoài đường rồi vội dập máy. Ly liền định Tú nhờ bạn thân gọi điện để mẹ cô mở cửa. Tú tự tin có thể thuyết phục được mẹ Ly. Vừa nghe điện thoại của Tú, mẹ Ly đã xuống nhà mở cửa. Tú đắc ý nói với Ly, không có tao chắc mày không sống được đâu nhỉ. Ly cảm ơn Tú rối rít vì đã cứu nguy cho mình. Mở cửa cho Ly vào nhà, mẹ Ly không quên mắng con gái thêm lần nữa. Tôi nuôi chị lớn bằng ngần này rồi chưa được hưởng tí phúc nào đâu. Đêm nào cũng thức đến nửa đêm về sáng để mở cửa hầu chị Tú cười khoái chí khi chứng kiến bạn thân bị mẹ mắng. Bản kế hoạch mà sếp của Ly tự nhận là anh làm lại giống với ý tưởng Ly đưa ra đến 80%. Sau lần tình cờ trông thấy sếp hẹn hò với một cô gái trẻ, Ly, Thùy Anh đã bắt được top của sếp. Qua lời Tú, Đình Tú, sếp của Ly chính là người yêu của chị khách hay tới phòng gym của Tú. Nhưng, cô gái trẻ hẹn hò với sếp của Ly lại là thư ký của chị Hoài. Ly ngỡ ngàng khi sếp bắt cá hai tay. Đến công ty, Ly dường như muốn dùng chuyện này để khiến sếp không chèn ép mình nữa, nhưng cô lại nghe được tin sếp vừa được lãnh đạo công ty thưởng nóng. Đồng nghiệp của Ly nói công ty vừa trúng thầu gói truyền thông cho thương hiệu PSG Group, một tập đoàn bất động sản nghỉ dưỡng. Ly ngờ ngờ khi nghe thấy cái tên PSG Group. Đồng nghiệp nói với Ly dự án lần này là sếp thắng làm từ A đến Z và còn được sếp tổng thưởng vài chục triệu. Ly xem lại bản kế hoạch thì tức điên khi sếp thắng dám ăn cắp trắng trợn ý tưởng của mình. Tất cả những ý tưởng trong này đều là em viết mà. Không giống 100% nhưng cũng đến 80% rồi, chỉ là thay đổi câu chữ thôi, Ly bực dọc nói với đồng nghiệp. Ly có tố cáo chuyện bị sếp ăn cắp ý tưởng. Sếp của Ly sẽ giải thích với cô ra sao? Đi xem phim với Tú, Ly tình cờ trông thấy sếp đang hẹn hò một cô gái trẻ. Chơi rất thân với nhau nên khi có thời gian rảnh, Ly, Thùy Anh thường đi chơi cùng Tú, Đình Tú. Trong một lần đi xem phim cùng Tú, Ly trông thấy sếp của mình cũng tới rạp xem phim. Người đi cùng sếp của Ly là một cô gái trẻ. Trong mắt Ly, ông sếp này rất hãm. Trông thấy sếp của Ly, Tú cũng nhận ra ngay đó là người yêu của một bà chị tên Hoài, học viên ở phòng gym mà Tú hay kể với Ly. Ly ngỡ ngàng khi thấy chị Hoài dù đã hơn 40 tuổi mà lại trẻ đến vậy. Cả Tú và Ly đều bất ngờ khi người đang đi cùng sếp của Ly lại là thư ký của chị Hoài. Ly và Tú cho rằng tay sếp này đang bắt cá hai tay. Cả hai nhìn chằm chằm vào cặp đôi. Xem ra lần này Ly đã bắt được thóc của sếp.